Alo, Dạ Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ, Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam và phu nhân với tất cả những người Việt yêu nước. Hôm nay là đã mùng 2 rồi. Chúng ta không được hưởng một cái Tết trọn vẹn như những cái thời của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày trước, thì chúng ta cũng phải chờ đợi thêm một ít lâu nữa các bạn ha, để chúng ta có được xuân cộng hòa, mới là cái mùa xuân trọn vẹn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Nguyễn kính chào những người Việt yêu nước và mong các bạn cùng cầu nguyện với Ngọc Nguyễn, vì hình như cái đất nước của chúng ta nó bị một cái nghiệp gì đó nó nặng quá thôi, mà người dân mình nó thì bị biến đổi rất nhiều, cho nên bây giờ mà muốn lấy lại cả một cái sức mạnh của dân tộc đó thì chúng ta cần phải có cái sự mà hiểu biết của mỗi người dân, và hiểu biết được cái quyền lực duy nhất của mình là cái hệ thống trưng cầu dân ý để mà thực hiện. Giờ thì chúng ta nhanh chóng dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 tháng 2 2021, chúng con là thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và người Việt toàn cầu đồng kính lại Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, xin phù hộ độ trì cho chúng con. Kính xin che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nội của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ Ngài Đại Thiên Sứ, Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam và những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cửu. Mọi người được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Kính xin cho chúng con tôi luyện tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải lẫm liệt, mà thác cũng phải bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng, quý vị lãnh đạo kính yêu của chúng con đã tuyên xưng. Dạ, Ngọc Nguyễn nó dâng lại cầu nguyện xong thì chúng ta cũng nói về những cái chuyện 3 ngày Tết. Ngày Tết ngày xưa bên Việt Nam thì chúng ta ở nhà quê người ta ăn Tết nguyên tháng luôn đó. Rồi những người mà ta có tiền á, chứ không phải là mấy người nghèo, mấy người có tiền là ta mua đồ ăn cả tháng luôn. Tại vì nếu mà không có mua đồ ăn cả tháng đó thì là mấy ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó ít người nhà quê lên đó thì đồ ăn nó mắc. Vì vậy cho nên mà chúng ta thấy được cái đời sống của cái người mà nghèo khó đó lúc nào nó cũng bị khó khăn hơn những người khác. Đặc biệt năm nay thì Cộng sản Việt Nam hình như là bị kẹt tiền hay sao đó, cho nên nhiều nơi mà ta không có treo cờ đó thì đem cờ lại bán luôn, mỗi lá cờ là 50.000 để mà có nhiều cái cờ đỏ ở trên nước Việt Nam của chúng ta, bằng cái sự cưỡng bức người dân phải mua cờ và họ là cái người bán cờ đó. Các bạn thấy cái gì họ cũng làm ra tiền được hết trơn á. Nữa mình là có điện thoại.
Cho nên các bạn thấy là bây giờ nhiều cái chỗ thì nó không có bắt buộc người ta mua cờ, nhưng mà cũng có nhiều chỗ nó bắt buộc người ta phải mua cờ rồi, với giá là 50.000 chứ không phải là khắp nơi. Thì những cái thành phần mà bắt buộc người dân mua cờ 50.000 đó thì mình chắc mấy chỗ đó chắc nó cũng cần tiền quá hay sao á, ra nó bắt buộc người dân phải mua, không thì nó phạt thì cũng vậy, thì người ta phải mua. Đó là cái điều đầu tiên của cái đầu năm Tân Sửu này, thì trong nước chúng ta thấy được có cái sự thay đổi như vậy. Bây giờ là bắt buộc người dân phải mua cờ 50.000 cái rồi. Người dân của chúng ta thì đương nhiên là cái thành phần mà của cộng sản đó, thì họ có cơ hội, họ có tiền, họ đâu có quan tâm gì tới cái đời sống của những người khó khăn. Mà nhiều khi mấy người đó họ còn còn mong cho cái sự khó khăn này đó, đặng cho họ mới có cơ hội mà cho vay cho mượn, đặng lấy ra tiền lời nhiều, đặng mà mới có thêm tiền. Khi người dân không có tiền hay là khó khăn đó, thì họ mới cho vay nhiều được đó, các bạn thấy không? Chứ không phải như trong Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chúng ta là cấm cho vay, rồi cấm cờ bạc, rồi cấm hai vợ hay là bồ bịch gì lung tung, đó không có được. Vì cho nên khi mà chúng ta có một cái đời sống mà ổn định đó, thì chúng ta mới được bình yên. Mà chúng ta đã bị mất cái sự ổn định đó từ 45 năm của miền Nam và 80 năm của miền Bắc. Thì giống như bây giờ mình được 8 triệu phiếu đó, là mình giành được 1/10, 1/10 của cái mảnh đất Việt Nam mình. Mà mình còn tới 9/10 lần, các bạn thấy không? Đó. Cho nên đó, chỉ cần những người cộng sản muốn con cái mình có tương lai, danh dự, hạnh phúc trong một đất nước Việt Nam giàu có chứ không phải là nghèo. Chúng ta là đã chính cộng sản nó cũng nói mình là rừng vàng biển bạc mà. Cho nên nó đã ăn cắp biết bao nhiêu năm nay mà cũng chưa có hết. Mình bị có cuộc gọi nhưng mà mình tắt rồi, đương lên video. Dạ thưa Trung tướng Ngọc Nguyễn đang lên video, xin lỗi Trung tướng. Các bạn thấy không, trong những cái lúc mà khó khăn đó, đặc biệt là cái thời điểm này, đó là cái thời điểm mà gọi là sàng lọc. Đây là một cuộc chiến giữa thiện và ác. Cho nên mà trong nước đó, các bạn thấy người nào khó khăn các bạn nên giúp đỡ. Tại vì sau khi mà cái thời Thượng Hưng Thánh Đức đó, thì không có ai khổ nữa, mình có muốn giúp cũng có giúp được. Đây là cái cơ hội cuối cùng cho những người nào mà có thể làm phước thì nên làm phước. Thấy người nào khổ mình chia sẻ đi. Là tại vì sau này là không có ai khổ nữa, mình có muốn giúp cũng có cơ hội để mà giúp. Nó giống như là cái giai đoạn cuối cùng của cái đoàn bảy đó, nó bị chìm chừng nào đó thì sau này chúng ta nó sẽ được nổi lên chừng nấy. Mà theo như khoa học thì đây là một sự sàng lọc, sàng lọc của những người nào mà có tinh thần chân chính, có tinh thần mà tốt thì người ta mới ổn định được và người ta mới tồn tại được. Vì cho nên chúng ta phải qua rất nhiều cái giai đoạn khó khăn thì chúng ta mới đến được một cái bến bờ hạnh phúc bình yên cho cả một dân tộc. Sau khi mà chúng ta đã bị nó lấn chiếm từ 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 80 năm của miền Bắc, và bây giờ nó chiếm hết nước mình rồi. Các bạn thấy chúng ta đã qua cái giai đoạn tự trị rồi, là coi như là nó nắm cái đất nước mình rồi, thì mình còn có chút xíu à, giống như là mình còn có chút xíu mà mình giành lại đó, mình cố gắng mình giành giật lại đó, thì mình giành từ 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 đó,
Thì bây giờ chúng ta giành được hơn 8 triệu người Việt Nam. Cho nên làm sao mà cho người dân biết được cái sức mạnh duy nhất của đất chúng ta là cái hệ thống trưng cầu dân ý mà các bạn nên sử dụng. Cái điều thứ hai là những người Cộng sản Việt Nam phải biết là cái đoạn cuối mà đi theo Cộng sản đó là mất nước, là diệt chủng. Mà trong đó có mình và gia đình, con cái mình. Đó là cái điều cho những anh em Cộng sản làm ơn nhìn ra để mà chúng ta cùng nhau đuổi tàu về phương Bắc. Ai cũng có công với đất nước hết. Khi mà ai cũng trưng cầu dân ý là ai cũng có công với đất nước hết đó. Đó. Thì năm mới chúng ta cũng cũng nói tới nói lui cũng có bao nhiêu đó, là tại vì cái quyền lực của người dân đã có trong tay mà không chịu làm. Nó giống như là chúng ta có một cái chuẩn bị một cái chuyến đi, và trên xe thì có 100 người chẳng hạn, và 100 người này đều được cho một cái cạc để mà rút tiền ra xài. Nhưng mà cho cái cạc mà không ai chịu rút tiền hết, rồi nói là không có tiền, nói là tôi không có tiền ăn, tôi đói quá, tôi không có gì ăn hết. Trong khi người ta đã chuẩn bị cho mình rồi mà mình không chịu sử dụng, các bạn biết không? Và cái người mà chuẩn bị tất cả cho người dân là cái người đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức của mình, cả cái cuộc đời của mình. Mà bây giờ mình đã đưa cho họ rồi mà họ không biết xài. Rồi tại vì họ sống với Cộng sản, họ không biết cái giá trị của tự do, họ không biết cái quyền của người công dân trong một đất nước, họ không biết quan trọng cái quyền công dân của mình để mà họ sử dụng. Giống như là mình bị lạc hậu vậy đó. Mình người ta văn minh, người ta tiến bộ, người ta xài đồ mới, đồ xịn. Giờ mình được cái hệ thống trưng cầu dân ý này là chưa có nước nào có hết đó. Mà mình không biết, mình không biết cái đó là mới nhất, là quý nhất. Mà còn không tin nữa chứ. Thì chúng ta cũng không có trách người dân là tại vì họ bị bưng bít, làm sao mà họ biết được. Nhưng mà cái bây giờ là những người trưng cầu dân ý và ký tên là Mặt Mông Hồ, người ta lên phường rồi người ta cũng về bình yên, người ta không có bị gì hết. Thì những người mà chưa trưng cầu dân ý làm ơn thấy được cái chuyện đó, là lên, người ta bị mời lên rồi người ta về, chứ đâu có bị gì đâu, thấy không? Người ta cũng nói, những người mà bị mời lên ta cũng nói bây giờ tôi đã trưng cầu dân ý rồi, tôi là công dân của Đại Tam Cộng Hòa rồi, nó cũng đâu dám làm gì đâu. Thậm chí những người mà người ta đi vượt biên ngày trước mà ta bị đuổi về, cái giai đoạn mà ở bên Hồng Kông ta bị đuổi về 185.000 người đó, các bạn biết không? Người ta ở trong nước từ đó đến giờ Cộng sản cũng đâu có dám đàn áp người ta cái gì. Là tại vì có mặt của Liên Hiệp Quốc. Thì các bạn trưng cầu dân ý, cái tên là Mặt Mông Hồ là cũng đưa lên Liên Hiệp Quốc thì người ta cũng biết. Chẳng qua là Cộng sản nó không có để cho người dân tới tận cùng bằng số, thành ra người dân không có hiểu. Không hiểu là nó giống như là nó ru ngủ mình. Nó ru ngủ mình, đi làm về rồi mình ngủ dậy, rồi mình uống cà phê, rồi mình tán dóc, rồi mình ngày mai đi làm, chủ nhật thì nghỉ, thì tán dóc nhậu nhẹt, nói chuyện trên trời dưới đất, chứ không có nói cái chuyện đất nước Việt Nam. Không có nói là sao đất nước Việt Nam mình bữa hổm nghe mấy ông Cộng sản này nói là chẳng thà mất nước còn hơn mất đảng. Không nghe mấy cái chuyện đó. Mà không biết là đất nước là có mình trong đó, không có biết cái chuyện đó. Người Cộng sản đã từng nói cho người dân biết chứ không phải người ta không có nói. Người ta đã tuyên bố chứ không phải là thà mất nước còn hơn mất đảng. Cửa biên giới mở ra nhưng mà không có quyền đóng, phải đợi lệnh của Tàu. Mà bây giờ ngược lại, chúng ta đóng được cửa biên giới làm sao, là ai đóng? Và bên Tàu nó còn làm cái hàng rào biên giới nữa. Người dân chúng ta phải thấy được những cái mà có lợi cho chúng ta mà mình chưa có làm cái gì trước mà mình được có lợi rồi đó. Và phải hiểu được những cái người mà ta lo lắng cho mình. Giống như bây giờ người ta biết mình bệnh,
Biết mình bệnh người ta lo, người ta đi làm chết luôn, đặng có tiền đặng mà mua thuốc mua bánh đem về cho mình, mà đưa cho mình không ăn thì thuốc mình không uống thì làm sao mình hết bệnh, mình không ăn làm sao mà mình có sức khỏe. Các bạn thấy không, cái sự sống của con người hay là sự sống của một dân tộc nó đều như nhau hết. Chúng ta không có ăn thì sao mà chúng ta có sức, không có sức khỏe thì sao mà sống được. Mà này mình không có ăn, có người ta làm, ta đem về, ta đưa cho mình rồi mình cũng chịu ăn. Đâu có ai ăn giùm cho mình được đâu. Các bạn đã được cái bánh tự do đưa đến tận tay các bạn rồi, mà các bạn không chịu dùng. Các bạn không thương những người người ta làm cực khổ để người ta làm ra cái bánh cho mình, để người ta làm ra cái tiền, ta mua thuốc, ta đem về cho mình. Các bạn không thương những cái người đó. Bây giờ các bạn tính đi, những người người ta đi vượt biên, người ta tốn tiền nè, người ta qua cái chết mới đến cái sống nè, rồi xong rồi người ta mới đến được cái đại tam quốc gia nè. Rồi tại sao người ta được nhập vô đại tam quốc gia, là tại vì người ta bị mất nước, người ta chạy trốn cộng sản, người ta mới được mà giúp như vậy. Còn mình ngay trên chính quê hương của mình đã bị mất cái quyền chủ quyền đất nước của mình rồi, mà bây giờ người ta giúp mình, người ta đưa cho mình cái chiếc chìa khóa để mà mở cái cửa trại tù đó ra mà mình không mở, thì mình với cái người mà đi vượt biên đó, ai là cái người được đáng thương hơn? Các bạn tính đi, ai mà đi vượt biên, người ta mà phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ tốn tiền tốn bạc, người ta mới qua cái chết mới đến cái sống được. Rồi người ta còn phải để dành tiền, người ta lo, người ta mua bánh mua đồ, người ta gửi về, người ta giúp mình nữa, mà mình ở nhà mình không chịu lo, tạo cho mình cái hệ thống trưng cầu dân ý mình không chịu làm, thì các bạn nghĩ xem mình như thế nào. Mình ở nhà mình đã không có khả năng đi được rồi, người ta đi được rồi người ta mới lo cho mình, mà mình cũng không có chịu mà bỏ ra 5-10 phút hoặc là theo dõi cái thông tin của đất nước mình như thế nào. May mắn là nó chưa có cắt cái chương trình internet ở trong nước. Và tại sao nó chưa có cắt, các bạn có biết không? Thay vì họ đã tuyên bố họ sẽ cắt cái mạng lưới internet rồi rồi mà họ không cắt được, tức là họ không có còn cái quyền lực đó rồi, mà người dân cũng không có thấy. Mình rất muốn nói những cái chuyện vui cho chúng ta thấy cái cuộc đời nó có ý nghĩa, nhưng mà rất tiếc đất nước chúng ta nó còn chìm đắm trong những cái mà u tối, vì người dân bị cộng sản nó nhồi sọ quá kỹ và sợ nó quá nhiều, đến nỗi bây giờ là giống như là mình được ngày nào hay ngày nấy. Thì mình ở bên Việt Nam hồi đó mình cũng vậy thôi, chứ cũng chẳng có tài giỏi gì, biết ngày nay thôi chứ đâu biết ngày mai. Bây giờ ra được tới bên đây thì nó đỡ khổ hơn các bạn thôi, cho nên mình mới cố gắng mình nói với các bạn như vậy. Thì mình đã qua cái giai đoạn đó rồi, thành ra mình biết. Mình qua cái giai đoạn đó rồi nên mình biết. Chứ không phải không có, cũng không có dám trách các bạn nữa, nhưng mà ngày xưa chúng ta chưa có hệ thống internet á thì chúng ta cũng biết ít thông tin. Còn bây giờ đó mình đã có cái hệ thống internet rồi đó, mình cũng chịu khó để ý cái thông tin của dân tộc mình, của đất nước mình, coi nó có một cái ánh sáng nào hay không. Thay vì ở trong nước mình không được cái gì hết trơn thì giờ mình mới trông ở nước ngoài, các bạn thấy không đó. Và nước ngoài người ta thì cố gắng, người ta làm việc cho mình rồi thì mình làm ơn mình theo dõi để mà mình hưởng ứng, thay vì các nước khác trong cộng sản họ đâu có được cơ hội như chúng ta đâu đó. Các bạn phải thương cho ngài đại thiên sứ đại tướng quốc công tổng thống đại tam cộng hòa đại minh quân, ngài đã chuẩn bị sẵn hết cho chúng ta rồi mà chúng ta không có chịu mà đoàn kết thực hiện cái hệ thống trưng cầu dân ý này.
Các bạn tưởng tượng rằng mình về với 8 triệu người dân và mình còn gần 80 triệu người nữa, người ta chưa biết gì về mình. Thì các bạn phải giải thích làm sao cho họ hiểu và bao giờ họ mới hiểu đây. Cho nên cái quyền mà quyết định của người dân và cái ngày về của chính phủ là do người dân quyết định chứ không phải là do chính phủ quyết định. Người dân phải cho chính phủ thấy được mình mừng vì mình có được một người cứu mình và mình biết ơn người ta. Tại vì người ta sẽ tiếp tục cứu mình, lo cho mình nữa, chứ không phải mình như đó là xong. Còn nhưng mà mình không có thể hiện được là cái sự mừng rỡ của mình sẽ thoát được cái trại tù này để mà biết ơn người ta đó, thì làm sao mà chúng ta nhanh chóng có được một cái thời Thượng Ngân Thánh Đức được, các bạn thấy không? Đó. Bây giờ mình trưng cầu dân ý rồi, mình nói với người, cứ một người nói với đôi ba người vậy đó. Người nào trưng cầu dân ý rồi thì cố gắng nói với những người khác để chúng ta nhanh chóng có một cái lượng phiếu phải là cỡ 20 triệu phiếu là chúng ta không có cần tổng tuyển cử luôn. Tại vì chúng ta không đủ 2 triệu phiếu thì chúng ta về chúng ta phải tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử thì các bạn phải biết giống như nước Nga vậy đó. Nếu mà không may mà chúng ta trở thành rượu cũ mà bình mới thì nó uổng công tranh đấu của những người yêu nước tội nghiệp người ta lắm ha. Thành ra bây giờ cái đoạn đường chúng ta đi là 90% rồi, còn có 10% nữa thì chúng ta phải giải quyết 10% này để chúng ta bình yên muôn đời trên quê hương Việt Nam, không phải lo một cái vấn đề gì nữa hết. Và chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối là ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công Tổng thống Toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng hòa Đại Minh Quân kính yêu của chúng ta, ngài luôn tìm biện pháp nào tốt nhất cho đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam. Các bạn cứ nói với nhau trên cầu dân ý thì chúng ta sẽ được những cái gì mà bình yên nhất muôn đời luôn, chứ không phải là chỉ có về giống như là cái nhà nó bị hư vậy đó, mà sửa đỡ chút xíu rồi mai mốt cái nó lại hư cái chỗ khác rồi cái lại sửa tiếp, mà kỳ này chúng ta lại xây lại nguyên một cái nhà Việt Nam toàn bộ xài muôn đời luôn, không có sợ nó bị mà dột nát hay hư vậy trơn, bằng một cái loại mà xây dựng rất là tân tiến. Kỳ này chúng ta phải xây dựng lại nguyên cái nhà Việt Nam chứ không phải mà vá chỗ này đắp chỗ kia rồi mới mốt nó hư chỗ nọ đó. Thành ra các bạn phải chịu khó để chúng ta đủ tiền, đủ nguyên liệu, đủ con người, đủ nhân lực để mà xây dựng lại nguyên một đất nước Việt Nam chúng ta, một tân Việt Nam hùng cường trên thế giới. Đó là cái việc chúng ta phải làm và nhờ mỗi người dân phải đóng góp. Chứ còn mà chúng ta không có về mà cái sửa cái chỗ này xong ít bữa cái nó lại sập cái chỗ kia rồi cái lại cứ cứ theo đó mà làm hoài, mà kỳ này chúng ta phải phá ra hết cái nhà Việt Nam mình ra để mình xây lại toàn bộ một cái ngôi nhà mới tốt hơn tất cả những ngôi nhà khác trên thế giới luôn. Tại vì chúng ta chỉ có một ngài Thiên Sứ Đại Đức Đạo Minh Quân thôi, chúng ta không có hai người các bạn ha. Cho nên ngài làm là ngài làm cho nó hoàn chỉnh luôn, muôn đời cho dân tộc Việt Nam luôn. Chứ không có làm đỡ như mấy ông thiên sứ kia. Mấy ông thiên sứ kia xuống đuổi tà về xong rồi cái đi về cái lâu lâu cái tà nó qua nữa, cái lại cho một người nữa xuống đuổi rồi cái lại đi về. Vì vậy cho nên cái vị thiên sứ này chúng ta gọi là đại thiên sứ. Tại vì ngài phải làm một cái công việc là cho nó hoàn chỉnh luôn, cho nó tới nơi tới chốn luôn, chứ không có cái chuyện mà cứ ít lâu nó có chuyện này, ít lâu nó có chuyện kia nữa. Cho nên ngài rất là cực khổ với dân tộc Việt Nam chúng ta, các bạn phải biết cái chuyện đó. Không phải mà tới làm xong rồi đi về, không phải như vậy. Làm sao cho nước Việt Nam phải muôn đời hùng cường trên thế giới? Làm sao cho người dân phải biết giá trị của bản hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng hòa?
và phải thực hiện những gì trong hiến pháp, cũng như chúng ta phải bảo vệ hiến pháp, vì hiến pháp Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa là cái sự sống trường cửu của dân tộc Việt Nam. Các bạn phải xác định được cái chuyện đó, các bạn phải xác định hiến pháp là như vậy và ngài Đại Thiên Sứ là như thế, và chúng ta không bao giờ có được một vị Đại Thiên Sứ thứ hai, vì dịp mai nó không có đến hai lần các bạn ha. Dịp mai không có đến hai lần, và chúng ta may mắn lần này có được cái ngài Đại Thiên Sứ này, thì người dân nên cố gắng thấy được cái sự may mắn của mình và hiểu được cái công sức, cái tâm của ngài cho dân tộc Việt Nam chúng ta, mà cùng nhau đóng góp để chúng ta mau chóng có ngày toàn quốc khải hoàn khao, Trung Quốc Việt Nam muôn đời muôn đời. Lần này là chúng ta xây dựng cái nhà Việt Nam là nó muôn đời, không có sợ bị hư bị sập gì nữa hết trơn đó, bởi vì nó xây bằng máu của người Việt Nam, các bạn có biết không? Ngôi nhà Việt Nam lần này đó xây dựng bằng máu của những người dân Việt Nam thì không bao giờ bị sụp đổ nữa hết. Thì chúng ta mỗi người dân phải đóng góp một giọt máu cho mẹ Việt Nam. Mỗi một cái trưng cầu dân ý đó là các bạn đã tặng cho mẹ Việt Nam một giọt máu rồi đó. Tại vì kỳ này chúng ta phải xây dựng bằng máu, vì nước mắt của chúng ta đã đổ quá nhiều rồi. Chúng ta phải hy sinh xương máu của mình qua cái hệ thống trưng cầu dân ý dễ dàng này, chứ không phải mà phải đi đánh trận, đánh giặc hay là vác súng vác đạn như hồi đó nữa. Qua cái thời gian chiến tranh của đất nước chúng ta khổ như vậy, thì ngài Đại Thiên Sứ này đã nghĩ ra một cái cách đơn giản nhất cho dân tộc Việt Nam, ai cũng làm được hết, già yếu cách mấy cũng bấm điện thoại đừng hết trơn hết đó. Chỉ có là làm sao mà có người giúp, và những người đã trưng cầu dân ý rồi thì làm ơn nói với những người khác giúp họ trưng cầu dân ý. Đó là cái điều kiện duy nhất cho chúng ta nhanh chóng có ngày toàn quốc khải hoàn khao trên quê hương Việt Nam. Nguyện rất mong không còn cộng sản trên quê hương Việt Nam chúng ta. Và muốn không còn cộng sản thì tất cả những người cộng sản đều phải trưng cầu dân ý. Đó là các bạn đã tự cứu mình và cho con cái mình một cái tương lai hạnh phúc muôn đời trên chính quê hương của mình, không cần phải tha phương cầu thực, không cần phải đi đâu hết. Vì cái tiền lương của Việt Nam sau này nó bằng tiền lương nước ngoài, rồi chúng ta còn có tiền tài nguyên nữa thì mắc gì mà phải đi đâu. Sau này những người Việt Nam các nước người ta còn phải trở về Việt Nam để người ta mới hưởng được một cái thời mà hạnh phúc trên quê hương của mình. Sau bao năm đã phải mà tha phương cầu thực, mình phải nói như vậy, các bạn biết không? Nhục lắm, khổ lắm, chứ không dễ như các bạn, không sướng như các bạn bây giờ mà chỉ có tốn 5 phút là được đổi đời đâu, không phải vậy đâu. Chúng ta cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng ta mau minh sáng để thấy được Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là cái phao duy nhất dân tộc Việt Nam, mà nhanh chóng trưng cầu dân ý các bạn ha. Chúng ta phải nhớ là tổ quốc trên hết, và nước mất thì nhà tan, và chúng ta bị diệt chủng là không bao giờ còn cái cơ hội lại để mà xây dựng lại một cái dân tộc Việt Nam nữa hết đó. Không bao giờ, nó đã diệt chủng rồi còn đâu nữa mà tái sinh lại để mà sinh sản ra, các bạn thấy không? Cho nên đất nước chúng ta là như chỉ mành treo chuông mà người dân không có biết, khổ. Cho nên các bạn nên, người nào trưng cầu dân ý rồi là thì nên kiếm một vài người nữa, hai ba người nữa, và cố gắng nói cho họ hiểu là tôi trưng cầu dân ý rồi nè, tôi đâu có bị gì đâu mà mấy bà sợ, thấy không? Mà mấy bà thấy rồi, mấy ông cộng sản đã nói rồi, thà mất nước còn hơn mất đảng, thì mấy ông đâu có bảo vệ mình đâu mà mình mà đợi chờ mấy ông chi. Mấy ông giống như là mấy người miền Nam hồi đó vậy đó, ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản. Thì bây giờ mấy ông ăn cơm Việt Nam mà thờ ma Tàu Cộng thì mình cũng phải mất nước thôi. Thì họ không có bảo vệ cho mình có cái cơ hội
thì mình phải nhanh chóng trưng cầu dân ý để mà mình tự cứu mình và cứu cái đất nước của mình, các bạn thấy không? Thôi Tết nhất thì chúng ta cũng dành thời gian để mà vui vẻ với gia đình. Còn tại vì Ngọc Nguyễn thì tối ngày cứ thương mấy người dân trong nước quá thôi. Thành ra mình không có mà làm thinh được, phải nói. Dù rằng cái lời nói của mình đó được một người nó cũng đỡ một người, các bạn ơi. Đó. Khi chúng ta nói cho một người trưng cầu dân ý được đó, là mình làm phước với người ta đó, là mình có phước dữ lắm. Và trong cái thời Thượng Lương Thánh Đức thì rất cần những cái người mà tốt thì chúng ta mới có cơ hội mà thấy được cái thời Thượng Lương Thánh Đức. Cho nên bây giờ ai làm phước được thì nên làm phước, tại vì khi mà chúng ta đã không còn cái giai đoạn này nữa đó, chúng ta bước qua cái giai đoạn mới rồi đó, thì không có ai khổ hết trơn. Trong Đại Tam Cộng Hòa là không ai có quyền khổ, không ai có quyền nghèo, không ai có quyền dốt, không ai có quyền đói, mà ai cũng phải thông minh hết. Nhờ cái sự chăm sóc của Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa kính yêu của chúng ta, thì chúng ta cũng kính chúc Ngài và phu nhân và gia đình quý quyến của Ngài đó được những ngày Tết hạnh phúc, và kính mong ngũ sắc sớm đưa rồng hồi cố hương cho trăm họ được nhà, các bạn ha. Đó, và Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đồng Minh Quân và phu nhân, với tất cả các bạn thương mến Ngọc Nguyễn. Chúng ta nên nói với nhau là nước mất thì nhà tan, mà chúng ta cũng nên nhớ những lời nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, và bây giờ chúng ta cũng phải nhớ đến lời của Tổng thống Đào Minh Quân, vì chúng ta đã mất hai vị Tổng thống rồi và chúng ta chỉ còn một vị Tổng thống duy nhất này nữa mà thôi. Nếu mà các bạn không nghe lời Ngài Tổng thống Đào Minh Quân nữa đó thì là không bao giờ chúng ta còn cơ hội nào nữa hết. Mà Ngài đã nói rồi, những chuyện khác là của chính phủ lo, người dân chỉ cần trưng cầu dân ý, ký tên là mặt mà hồ mà thôi. Thì người dân chúng ta nên nghe lời Ngài, cũng giống như 53 người đồng đội của Ngài đã nghe lời Ngài và Ngài đã bảo vệ họ đến giờ phút cuối cùng, mọi người đều bình yên. Hay là 524 người trên cái con tàu mà đi với Ngài đó, họ đều bình yên và họ được được bảo vệ tuyệt đối. Chúng ta nên nhìn những cái gì đã qua trong cuộc đời của Ngài mà chúng ta nên tin tưởng tuyệt đối vào Ngài, các bạn ha. Nguyễn chào tôi trẻ Việt Nam và các bố mẹ các em bé tí. Bye bye.